Số mệnh con người không đơn thuần chỉ dựa vào năm, tháng, ngày, giờ sinh, mà còn chịu sự ảnh hưởng của dương phần, âm phần. Ứng dụng phong thủy trong xây dựng nhà ở sẽ giúp mang lại may mắn cho toàn gia đạo. Ngôi nhà đẹp phải là sự tổng hòa giữa các yếu tố vị trí địa lý, thế đất, hướng nhà, sự cân đối tỷ lệ giữa diện tích nhà ở với cửa chính. Qua đó, bạn có thể biết được những điều kiêng kỵ cần tránh, bởi nếu không hợp phong thủy, toàn gia sẽ lụi bại. Phong thủy Tam Nguyên xin giới thiệu đến quý vị bộ hồ sơ xây nhà ở kết hợp văn phòng công ty chuẩn phong thủy của một gia chủ ở Cái Răng, Cần Thơ. Mong muốn của gia chủ là trên mảnh đất đó xây dựng cho đại gia đình ở gồm những công năng sau: một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh, bốn phòng ngủ, một sân sau và một phòng thờ. Dựa theo diện tích đất của gia chủ và mong muốn về công năng, Phong thủy Tam Nguyên đã lên bản vẽ sơ bộ cho khách hàng gồm 2 tầng. Tại tầng trệt gồm một phòng khách, một phòng bếp kết hợp phòng ăn, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân sau để xe máy và có chỗ giặt phơi. Tầng lửng gồm hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một phòng thờ. Sau khi thống nhất được mặt bằng sơ bộ với khách hàng, Phong thủy Tam Nguyên bắt tay vào triển khai hồ sơ. Năm 2023, gia chủ nên xây nhà hướng Nam. Gia chủ cư trú trên trạch đất này vững lòng vượng khí, phát triển bền vững. Ngoài ra, gia chủ có thể chọn trạch đất hướng Tây làm nơi kinh doanh hoặc cư trú sẽ phát triển lâu dài và bền vững. Về ngoại thất, lựa chọn theo ngũ hành thổ kim, các hình vuông, khối vuông, hình tròn, hình bầu dục. Gạch lát sân vườn chọn sử dụng màu nâu vàng, vàng, trắng, ghi, cách lát, lát gạch vuông. Ngoài ra, gia chủ nên trồng thêm cây phong thủy trong nhà để giúp tăng năng lượng và vượng khí. Chúng tôi tư vấn cho quý khách hàng kích thước cửa với các thông số chi tiết về chiều rộng, chiều cao cho cửa chính, cửa thông phòng và số bậc thang nên làm. Ngoài ra, Phong thủy Tam Nguyên hướng dẫn phương pháp động thổ, vị trí động thổ, tuổi động thổ phù hợp như sau. Ngày phá dỡ, gia chủ thực hiện từ lúc 15 đến 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2023. Động thổ trong khoảng thời gian từ 15 đến 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2023. Gia chủ làm lễ, gia chủ tự động thổ hoặc nhờ người tuổi Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Ngọ 1996, Canh Thân 1980 động thổ. Gia chủ làm lễ xong, tiến hành động thổ vào các vị trí theo thứ tự từ 1 đến 3, Đông, Trung Cung, Nam. Mỗi vị trí đào sâu xuống 30cm như hình vẽ. Phương pháp chấn trạch giúp hóa giải tà khí, tăng cường sinh khí. Chấn trạch thực hiện trong khoảng thời gian từ 13 đến 15 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2023. Phương pháp bố trí đường cấp thoát nước giúp căn nhà vượng khí. Hướng dẫn bố trí vật phẩm phong thủy giúp kích vận, hóa sát, chiêu tài lộc. Hướng dẫn bố trí bàn thờ gia tiên chuẩn phong thủy giúp việc thờ tự được linh ứng. Để trạch chủ làm ăn phát tài sai lộc, cần tìm những người hợp tuổi với trạch chủ để đầu tư, tuyển dụng, lựa chọn các năm sinh con phù hợp. Trạch chủ tuổi Canh Thân nên kết hợp làm ăn với người có tuổi Thiên Can Ất, tuổi Địa Chi Thân Sửu Mùi, Tam hợp Thân Tý Thìn, Lục hợp Tỵ. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách kết hợp thiên địa nhân khí, phối hợp căn nhà với các hình thế xung quanh và tư vấn từ cổng cửa, vị trí các phòng, các biện pháp trấn trạch hóa sát hợp lý sẽ giúp cho quý gia chủ bình an và tăng sinh tài lộc. Để được tư vấn về hồ sơ xây nhà mới, quý gia chủ vui lòng liên hệ tới số hotline 1900 2292 hoặc để lại bình luận phía dưới video này.